Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Thay vì thực hiện động thái đáng kể, Israel có thể tiến hành một cuộc tấn công hạn chế mang tính biểu tượng để đáp trả vụ Iran tấn công tên lửa hồi đầu tháng 10. Israel được cho là đang lên kế hoạch trả đũa tấn công bằng tên lửa do Iran thực hiện vào ngày 1 tháng 10. Tuy nhiên, cựu tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC Mohammad Ali Jafari đã nhận định, Tel Aviv có thể trả đũa bằng một cuộc tấn công hạn chế với quy mô nhỏ nhưng chắc chắn họ sẽ không thực hiện một cuộc tấn công tương tự với chúng tôi. Tướng Mohammad Ali Jafari cũng cho rằng phản ứng tiếp theo của Iran sẽ phụ thuộc vào cường độ trả đũa của Israel. Trong trường hợp Israel thực hiện một cuộc tấn công đáng kể, Iran sẽ đáp trả với cường độ lớn hơn. Trong khi đó, FBI đang điều tra vụ tiết lộ công khai hai tài liệu tình báo được phân loại tuyệt mật liên quan đến quá trình Israel chuẩn bị cho một cuộc tấn công trả đũa nhắm vào Iran. FBI đang điều tra vụ rò rỉ, tài liệu mật và hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong Bộ Quốc phòng và cộng đồng tình báo. South China Morning Post đã dẫn lời tuyên bố của cơ quan này vào ngày 22 tháng 10 theo giờ địa phương. Trước đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn chưa xác định được việc các tài liệu mật được công khai là hành động của giới tin tặc hay do rò rỉ. Cũng theo người phát ngôn, ông chủ Nhà Trắng đang theo dõi chặt chẽ kết quả của các cuộc điều tra. Theo Reuters, các tài liệu mật dường như do Cơ quan Tình báo Địa phương Không gian Quốc gia Mỹ NGIA chuẩn bị, với các nội dung mô tả diễn giải về kế hoạch hành động của các lực lượng không quân và hải quân Israel, dựa trên hình ảnh vệ tinh trong hai ngày 15 và 16 tháng 10. Được đánh dấu tuyệt mật, các tài liệu này lần đầu tiên xuất hiện trên ứng dụng tin nhắn Telegram trước khi lan truyền nhanh chóng. Các nhà phân tích tại SITE Intelligence Group, một công ty tư vấn giám sát và phân tích những mối đe dọa trực tuyến từ các nhóm cực đoan, đã theo dõi và phát tán tài liệu trên một kênh Telegram phổ biến với các lực lượng vũ trang được Iran hậu thuẫn. Kênh này bao gồm các bài đăng từ một người dùng ẩn danh từ nhiều lần công khai với những nội dung tuyệt mật khác. Hành động phát tán các tài liệu mật này xảy ra vào một thời điểm rất nhạy cảm ở khu vực Trung Đông, khi Israel đang cân nhắc phản ứng đối với cuộc tấn công của Iran. Iran chính thức đệ đơn khiếu nại lên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về những mối đe dọa từ Israel đối với các cơ sở hạt nhân của quốc gia này. Coi những đe dọa này là mối nguy hiểm cho an ninh của cộng đồng quốc tế, Iran đã đệ một văn bản phản đối lên IAEA và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei đã xác nhận khi trả lời câu hỏi về phản ứng của Tehran đối với các mối đe dọa từ Israel trong ngày 21 tháng 10. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng nhận định mối đe dọa tấn công các cơ sở hạt nhân tại quốc gia này là không thể chấp nhận và trái hoàn toàn với luật pháp quốc tế. Ngày 1 tháng 10, Iran đã phát động một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào Israel với mục đích đáp trả vụ sát hại nhiều quan chức cấp cao của lực lượng Hamas ở Gaza, phong trào Hezbollah tại Liban và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC. Tehran tuyên bố 90% số tên lửa đã bắn trúng mục tiêu được chỉ định. Nếu đạn dược và sự đoàn kết được cho là nguyên nhân khiến NATO bị cho là chưa đủ năng lực để đối đầu với Nga trong cuộc xung đột tốn kém và kéo dài. NATO không thể đánh bại Nga với năng lực hiện tại mà không phải chịu tổn thất đáng kể về người, vật chất và thậm chí mất chủ quyền lãnh thổ tạm thời. Ông Gordon Davis tại Viện Nghiên cứu CEPA và từng là Phó Trợ lý Tổng Thư ký NATO chia sẻ với tờ Kiev Independent. Theo các chuyên gia, 32 thành viên NATO có thể triển khai một lực lượng chiến đấu hùng mạnh và hiện đại, song ít nhất là lực lượng châu Âu đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược, ngành công nghiệp quốc phòng bị chia cắt và thiếu năng lực phòng không. Bên cạnh đó, NATO còn phải đối mặt với vấn đề sự đoàn kết và ý chí của các nước phương Tây trong việc phải hy sinh cho một cuộc xung đột tốn kém và kéo dài. Ông Davis cho rằng, những điểm yếu chính của NATO bao gồm phòng thủ tên lửa và không quân tích hợp, giám sát liên tục, hệ thống tấn công tầm ngắn đến tầm xa bao gồm máy bay không người lái UAV, tác chiến điện tử trên bộ, kho đạn dược như pháo binh, súng cối, chống tăng và khả năng tác chiến chống tàu ngầm. Lý do chính là quản trị quốc phòng của các nước hậu chiến tranh lạnh đã bị cắt giảm. Với suy nghĩ nguy cơ bùng nổ một cuộc xung đột toàn diện với Nga không còn, nhiều nước châu Âu đã cắt giảm chi tiêu quốc phòng trung bình từ 2,4% xuống 1,6% GDP trong giai đoạn 1990 đến năm 2000. Ngoài ra, 24 quốc gia thành viên đã từ bỏ chế độ nghĩa vụ quân sự trong khoảng 2 thập kỷ sau năm 1990. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS, trong khi lực lượng trên bộ của Đức, Italia, Pháp và Anh có thể triển khai 215, 135, 106
và 94 tiểu đoàn vào năm 1990, thì nay con số đã giảm xuống 33, 46, 44 và 50 vào năm 2020. Ngay cả Mỹ cũng thu hẹp quy mô quân đội. Tới năm 2014, thời điểm xảy ra xung đột ở Donbass thuộc miền đông Ukraine và bán đảo Crimea thuộc Ukraine sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga, NATO mới bắt đầu thức tỉnh. Hội nghị thượng đỉnh xứ Wales đã chứng kiến việc NATO thành lập kế hoạch hành động sẵn sàng nhằm tăng cường năng lực phòng thủ tập thể và gian đe. Hai năm sau, NATO đã triển khai kế hoạch tăng cường hiện diện tiền phương bằng cách triển khai ban đầu 4, sau đó 8 tiểu đoàn dọc theo sườn phía đông của Liên minh. Đến năm 2022, Sussex chịu trách nhiệm chỉ huy 40.000 quân từ biển Baltic đến biển Đen, cùng hàng chục nghìn quân nước chủ nhà và khoảng 100.000 lính Mỹ ở châu Âu. Theo phân tích của CSIS năm 2014, các đồng minh NATO ở châu Âu đã tăng chi tiêu quốc phòng lên con số 380 tỷ đô la Mỹ, cùng năm chi tiêu quốc phòng của Nga là khoảng 110 tỷ đô la Mỹ. Giới chuyên gia cho rằng nhiều kế hoạch mà NATO xây dựng sẽ phải đối mặt với thách thức khi triển khai. Điển hình, nỗ lực huy động 300.000 quân trong một tháng là khó có thể thực hiện do mức độ nhập ngũ ở các quốc gia thành viên. Các nhà phân tích của IISS cũng đã chỉ ra rằng chỉ số ít đội quân châu Âu thực sự tăng quy mô trong thập kỷ qua. Bất chấp các khoản đầu tư mới vào sản xuất quốc phòng, hồi đầu năm nay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thụy Điển Pål Jonson thừa nhận có thể phải mất tới 2 năm trước khi NATO có thể sản xuất đạn pháo đến mức mong muốn. Các tên lửa tầm xa như Storm Shadow hoặc Taurus thậm chí hiện còn không được sản xuất, trong khi số tên lửa lưu kho được chuyển tới Ukraine. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, không tính Mỹ, NATO hiện có khoảng 1,9 triệu quân nhân đang tại ngũ, 2.400 máy bay đã sẵn sàng chiến đấu, 6.650 xe tăng. Trong khi đó, Nga ước tính có 1,1 triệu quân đang tại ngũ, 1.370 máy bay và 2.000 xe tăng. Quân đội Nga đã treo cờ Triều Tiên trên một đống đổ nát ở làng Tsukurino mà họ vừa giành quyền kiểm soát ở Donetsk. Lá cờ được treo trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố rằng tình hình binh lính Triều Tiên được đưa đến tham chiến ở Ukraine. Một lá cờ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được nhìn thấy bay bên cạnh quốc kỳ Liên bang Nga và được cắm sau khi quân đội Nga giành quyền kiểm soát Tsukuriko. Bức ảnh được chụp hai lá cờ đăng trên kênh Telegram, phóng viên chiến tranh mùa xuân Nga chú thích cho bức ảnh biết: "Các chiến binh của chúng tôi gây ra sự cuồng loạn trong hàng ngũ kẻ thù bằng hành động của mình." Phóng viên chiến trường Alexander Coates cho rằng đây là cách các chiến binh Nga thuộc nhóm quân trung tâm đã chế nhạo quân nhân Ukraine trong bối cảnh có hàng loạt thông tin nói việc binh sĩ Triều Tiên được đưa tới Ukraine tham chiến cùng quân đội Nga. Vài ngày trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng lực lượng vũ trang Ukraine không chỉ đang chiến đấu cùng quân đội Nga, Ukraine đang chiến đấu với ba quốc gia Nga, Iran, Triều Tiên. Ông nói khi trình bày kế hoạch chiến thắng của mình. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về giả thuyết triển khai quân đội Triều Tiên tới Nga trước khi họ tới Ukraine. Seoul gọi đây là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng. Hàn Quốc cho biết họ sẽ thực hiện các biện pháp theo từng giai đoạn chống lại Triều Tiên và Nga vì hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa họ, khuyến khích Triều Tiên rút quân ngay lập tức khỏi Nga. Cơ quan tình báo Hàn Quốc tuần trước cho biết Triều Tiên đã quyết định gửi khoảng 12.000 quân tới giúp Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine và đã cử 1.500 binh lính đến Vladivostok để huấn luyện. Đáp lại tuyên bố của ông Zelensky, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết rằng NATO không có bằng chứng nào về sự hiện diện của quân đội Triều Tiên ở Ukraine. Người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin cũng không thể xác nhận sự hiện diện của quân đội Triều Tiên trong khu vực. Triều Tiên phủ nhận, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 10 tháng 10 đã bác bỏ tin đồn quân đội Triều Tiên tới Ukraine là tin giả. Đại diện Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc cũng đã bác bỏ thông tin nước này gửi binh sĩ hỗ trợ tới Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine là tin đồn vô căn cứ, đồng thời nói thêm rằng sự hợp tác của Triều Tiên với Moscow là hợp tác và hợp tác. Về cái gọi là hợp tác quân sự với Nga, phái đoàn của chúng tôi không cảm thấy cần phải bình luận về những tin đồn dập khuôn vô căn cứ nhằm bôi nhọ hình ảnh của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và làm suy yếu mối quan hệ hợp tác, hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia có chủ quyền. Đại diện Triều Tiên phát biểu trong một phiên họp của Ủy ban của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về giải trừ quân bị và an ninh quốc tế hôm 21 tháng 10. Nga hôm 21 tháng 10 cho biết họ sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với Triều Tiên. Bên cạnh đó, Moscow kêu gọi bạn bè và đối tác kiềm chế ủng hộ kế hoạch chiến thắng, công thức hòa bình và hội nghị thượng đỉnh hòa bình do Kiev thúc đẩy. Alexei Polishchuk, vụ trưởng các nước CIS của Bộ Ngoại giao Nga, nói với RIA Novosti,
trong kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky không có kế hoạch hay chiến thắng, cũng như trong công thức hòa bình của ông ấy không có hòa bình hay công thức, và trong hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Birkenstock không có hòa bình hay hội nghị thượng đỉnh. Ông Polishuk nói ngày 21 tháng 10 về kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine. Chúng tôi cảnh báo các bạn bè và đối tác của mình không nên hỗ trợ những sáng kiến và định dạng mang tính tối hậu thư này, mà họ đang cố gắng kéo vào bằng những phương pháp lừa dối và gây áp lực. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!